Đấy, dạ vâng, xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại video của em ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay Audio EWAY 301 có mang đến cho anh em một bộ kết hợp hoàn hảo giữa giải mã con Q5 Pro giải mã âm thanh với cả con Tube T1. Đây là con tiền quyết đại âm thanh anh em nhé. Đấy, thì cái cấu hình của con này, đấy, giải mã 24 bit đây. Đấy, tần số 192 kHz. Đấy, giải mã tần số thì con này có cả Bluetooth luôn anh em nhé. Đấy, cắm cổng quang trực tiếp vào luôn. Đấy, cổng quang trực tiếp từ tivi xuống luôn. Đấy, và sau đây đấy, còn con này là con tiền khuyết đại âm thanh này. Đấy, thì trong video này em sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối luôn giữa con giải mã âm thanh Q5 Pro mà con Tube T1 tiền khuyết đại âm thanh. Đấy, thì kết nối hai con này thì rất đơn giản thôi. Đấy, hãy đi đằng sau cái con Tube T1 thì nó sẽ cổng in này anh em nhìn thấy không? Audio in này. Đấy, thì anh em sẽ kết nối trực tiếp với cả đường RCA của con DAC. Đấy. Đấy, bác nhìn dây đen RL đấy. Đấy, các bác nối trực tiếp vào. Còn dây quang từ tivi ra. Dây quang từ tivi thì anh em cắm trực tiếp vào đây cho em. Đấy. Thì con Q5 Pro này thì trong một cái video em đã giới thiệu chi tiết của nó. Nó là gồm 5 chức năng trong một nhé các anh em nhé. Đấy, 5 chức năng trong một. Đấy, AUX này anh em này, optical này, USB này, chơi được cả USB nhé, chơi được cả Bluetooth nhé. Đấy, Tube T1. Đấy, còn con Tube T1 này, đấy là con tiền khuyết đại âm thanh. Đấy, tiền khuyết đại âm thanh. Đấy, sự kết hợp của hai con này nó rất là phù hợp nhé, cho anh em chơi giải mã muốn nó kiêm cả pre đèn. Đấy. Và em xin báo giá luôn nhé. Một bộ kết hợp ở giữa DAC Q5 Pro và con Tube T1 có giá là 2.750.000. Đấy, 2.750.000 cho một combo. Bác nào mà muốn thay bóng Mỹ, bóng này là bóng zin theo máy anh em nhé. Mà anh em muốn thêm bóng Mỹ thì thêm cho em 200.000 thôi. Bóng Mỹ của nó thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ tốt hơn, chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rồi. Đấy, đây bóng Mỹ của nó anh em này. Đấy, bóng Mỹ của nó. Này, make in USA. Đấy, chạy thêm trên 200.000 thôi. Đấy, còn dây trắng là dây ao thì các bác cơ ra trực tiếp vào âm ly cho em. Đấy, thì sau đây em sẽ bật luôn âm ly lên để test cho anh em một đoạn nhạc nhá, anh em nghe và thẩm âm cho em. Đấy, anh em nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em. Ok. Đấy, em xin phép to volume lên. Đấy. Đấy, anh em có thể tăng giảm bass chép ngay trên con Tube luôn. Đấy, tăng chép này, tăng bass này. Đấy, em để nguyên mức âm lượng nhá. Bây giờ em test cho bác con Tube này. Đấy, em giảm này. Đấy, bass rất là sâu anh em nhé. Anh em mà thích nghe bass sâu. Đấy, nghe chép này, chép này. Tăng lên luôn này, giảm này. Đấy, giảm. Đấy, thường là sẽ để mức này. Đấy. Đấy, vừa xong là bản test em vừa. Em đang lấy cái âm thanh trực tiếp từ tivi xuống này anh em này. Đấy, qua con Pioneer âm ly kia đang đánh kia. Đấy. Đấy. Đấy, vừa xong là em vừa test qua cặp này, cặp giữa con DAC Q5 Pro và con Tube T1 anh em nhé. Đấy, thì anh em nào có ưng cái combo giữa con giải mã và con president này có giá là 2.750.000 anh em nhé. Đấy, liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 872 916. Đấy, và anh em nào muốn thêm cả bóng Mỹ nữa, đấy, muốn thay bóng Mỹ cho cặp này thì thêm cho em 200.000 thôi. Đấy, và em bao ship tận tay cho anh em. Và ngoài ra em còn tặng kèm cho anh em cả một dây quang bãi Mỹ anh em nhé. Đấy, tặng một dây quang bãi Mỹ nữa. Đấy, tặng kèm một cái dây quang bãi Mỹ nữa cho anh em. Tặng kèm luôn. Đấy, và bao ship tận tay anh em luôn. Đấy, chỉ có giá 2.750.000. Đấy, bác nào mà lấy thêm bóng Mỹ, đấy, thêm cho em 200.000 thôi. Đấy, em thì đọc lại số điện thoại nhé, 032 872 916. Anh em liên hệ trực tiếp với em hoặc cái bạn Zalo em sẽ tư vấn chi tiết cho anh em nhé. Đấy. Nghe rất là hay. Bát chép anh em chỉnh trực tiếp trên này luôn. Đấy, combo này để rất là gọn anh em nhé, để rất là gọn gàng luôn, nên anh em khỏi lo về cái vấn đề chỗ để hay là nó bị lích kích hay là sao. Bộ này để rất là gọn luôn. Đấy, anh em để trên âm ly để nhìn rất là gọn, nhìn rất là sang. Đấy, đấy, dạ vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video sau nhé. Anh em đừng quên đăng ký kênh nhé để nhận được lại những video mới nhất của em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.